Giới thiệu sơ lược về phần mềm Solidworks. Trong Solidworks á, thì nó có 3 phần chủ yếu. Phần bặt là tạo để vẽ các chi tiết, assembly là sẽ lắp ráp nhiều cái bặt lại, còn rơi là nó sẽ xuất bản vẽ. Ok, chúng ta vào bặt. Trong cái bặt nó có gì? Trong cái đây á, nó sẽ cho tạo bản vẽ từ một cái bặt, tạo lắp ráp từ bặt, cái này là lưu file, còn cái này là cài đặt cho in ra cái file của mình. Còn trong view á, nó sẽ cho chụp hình quay phim này. Display là hiện ở chế độ khung dây, có đường ẩn luôn, tạo bóng màu. Modify là dòm chỉnh sửa quay van kéo luôn. Còn cái này là chỉnh lại ánh sáng nhìn. Hai sau là ẩn hiện trục nè, đường cơ, mặt phẳng bone, routing kép. Rồi toolbar là nó sẽ cho hiện ẩn các toolbar của mình. Rồi trong phần insert này thì có cái gì? Trong phần insert này thì có những lệnh tên tạo khối này, cắt khối này, đây là lệnh chuyên về khối. Mirror bật tên rồi, cái này là lệnh giải quyết surface, kim loại tấm, hàng, khuôn, CAD 2D, 3D. Này là xuất bản vẽ AutoCAD nè. Rồi trong cái tab tool này nó có nhiều cái, nhưng mà cái mình xài nhất là cái CAD và chỉnh sửa CAD nè. Rồi ghi kích thước, tạo mối quan hệ. Các bạn dòm nè, tạo chi tiết lắp ráp là xuống vẽ nè. Trong số quật á thì mặt top nó tương đương như top lane, nó tương đương như mặt xz, có nghĩa là mặt bằng. Vân lane là bằng mặt y, tương đương mặt đứng. Vai lane là bằng y z, tương đương như mặt cạnh. Ừ.